Để chuẩn bị cho chuyến biển đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, ngư dân Vũ Hà, xã Diễn Kim cẩn thận kiểm tra lại tình trạng của tàu, nhất là đối với các trang thiết bị an toàn, thiết bị khai thác. Đồng thời sắp xếp lại gọn gàng, đặt đúng chỗ thiết bị bộ đàm, máy định vị, đài trực canh, phao, áo cứu sinh để đảm bảo tính chủ động trong công tác phòng chống thiên tai. Với việc trang bị đầy đủ phương tiện và vững vàng các biện pháp đối phó với thiên tai, nên mỗi chuyến ra khơi, anh Hà cảm thấy vững tâm hơn rất nhiều so với trước đây. Mình là người chủ, mình phải chủ động, tức nghĩa là lúc nào cũng phải là chủ động đến cái gọi là tối thiểu nhất là lúc nào mình phòng thủ cho anh em trong cái lúc khi mà đã có chuyện xảy ra thiên tai là đã có 100% để chuẩn bị anh em. Và mình phải tuyên truyền báo động với anh em từ cơ sở phở vật chất và đến ý thức là đều phải sẵn sàng trong cái lúc mà đã gặp nguy hiểm. Cùng với sự chủ động của người dân vùng biển thì tại vùng hồ đập, bà con cũng đã có cách làm riêng cho mình. Đã thành việc làm quen thuộc, năm nào ông Đậu Xuân Hồng cũng như bà con xóm 12 Bắc Lâm, xã Diễn Lâm đều chuẩn bị 20 chiếc cọc nhọn cùng 50 chiếc bao bì để phòng khi mưa to gió lớn có sự cố về đê điều hồ đập. Sinh sống dưới hai chân đập là bầu sa, bầu gáo có trữ lượng nước hàng triệu mét khối, nên việc dự tính mọi tình huống xảy ra khi đập bị vỡ đã được ông lên phương án. Về phía gia đình ấy, thì được cái sự tuyên truyền của ban chỉ huy xóm rồi của đài truyền thanh của xã thì gia đình cũng có chuẩn bị là có những cái dụng cụ để phòng chống nhỡ khi là coi như là có lũ lụt xảy ra. Và chúng tôi chuẩn bị là xe cải tiến này, rồi là coi như là cọc để đóng, rồi là bao bì để khi cần thiết ấy, là coi như cho đất vào đấy rồi bắt đầu là chuyển lên đê để chấn những cái chỗ mà đê nó bị vỡ. Và trong đó là cũng quán triệt cho mọi người là có những cái khi mà xảy ra tình huống nước lũ thì coi như là có phương án để mà di chuyển người và đồ vật đến những cái chỗ an toàn. Là huyện đồng bằng ven biển, liên tục phải đối mặt với thiên tai, nên người dân Diễn Châu ai cũng ý thức làm thế nào để bảo vệ mình. Vì vậy mà ngoài hai tuyến đê biển, ba tuyến đê sông, cửa sông với chiều dài 75 km do nhà nước đầu tư xây dựng, thì nhân dân Diễn Châu cũng đã chủ động đầu tư nhiều công trình trọng điểm như đóng góp hàng trăm tỷ đồng, xây dựng gần 150 km kênh mương tiêu thoát nước trên đồng ruộng và địa bàn dân cư, trồng và bảo vệ được khoảng 2.000 hecta rừng ngập mặn ven biển và rừng phòng hộ, tiến hành kè trên 2 km bờ các sông bị sạt lở. Bà con nhân dân cũng chủ động trang chống nhà cửa cẩn thận trước mỗi trận bão gió. Cùng với đó, huyện Diễn Châu đã tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao tính tích cực tham gia của cộng đồng, trong đó lấy địa bàn thôn xóm làm cơ sở nền tảng, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác phòng chống thiên tai. Trước cái mùa mưa bão và trong cái mùa mưa bão thì ban phòng chống lụt bão thì cũng đã phân công cho các cái đồng chí trong ban phòng chống phụ trách các cái vùng á, thì thường xuyên kiểm tra cái an toàn các cái hồ đập và cái việc vận hành trong cái mưa bão để rồi có cái chủ động, và đồng thời nữa thì làm tốt cái công tác tuyên truyền để cho mọi người dân cũng như là cấp ủy chính quyền tại địa phương đó thì có cái chủ động trong cái công tác phòng tránh để khi thiên tai xảy ra. Qua những việc làm, những công trình phòng chống thiên tai của người dân cho thấy ý thức chủ động và vai trò rất cao của người dân trong việc ứng phó với thiên tai và sự khắc nghiệt của thời tiết. Đây chính là những hành động thiết thực để người dân ngày càng thích ứng với biến đổi khí hậu và sinh sống an toàn trước thiên tai.